Thầy chào các em. Trong buổi học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2021-2022 môn toán 11. Hôm nay chúng ta giải đề số 1. Câu 1. Phương trình cos x bằng 0 có nghiệm là thì chúng ta nhớ là cos a bằng 0. Cos a bằng 0. Cos a bằng 0 thì tương đương với là a bằng b chia 2 cộng kb. Vậy thì cos x bằng 0 sẽ tương đương gì đây? x bằng b chia 2 cộng k b nghe chưa? Sẽ tương đương này. x sẽ bằng b chia cho 2 cộng k b. Nhớ là k b nghe chưa? Vậy thì câu số 1 đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Nhớ là k b nghe chưa? Câu số 2. Phương trình nghiệm của phương trình sin bình phương x trừ 4 sinx x cộng 3 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2 của hồng lượng giấc theo sinh thì chúng ta sẽ bấm Mode. 1 153 này. 153. Hệ số A đây là 1, B là trừ 4, C là 3. 1 này. Trừ 4. 1 trừ 4 3. thì nó ra hai nghiệm là 3 và 1. Có thể chúng ta nhẩm nè, đây là phương trình bậc hai có dạng là a cộng b cộng c bằng 0 thì nó có một nghiệm là 1, nghiệm thứ hai là c trên a là 3. Vậy thì ở đây nó có hai nghiệm là gì đây? Một nghiệm là sin x bằng 1. Sin x bằng 1 thì x sẽ bằng b chia 2 cộng kb có nghĩa là kêu xin lỗi cộng cao bây giờ xin sin a bằng bằng 1 thì a bằng b chia 2 cộng ca 2b xin x bằng 1 thì x bằng b chia 2 cộng ca 2b còn một nghiệm nữa là xin x bằng 3 x x bằng 3 chúng ta loạn bởi vì xin lớn bằng 1 nhỏ bằng 1 cho đó nghiệm bằng 3 loạn rồi nha và thì câu 2 nghiệm của phương trình này chính là x bằng b chia 2 cộng k 2b Vậy thì câu 2 chọn đáp án gì đây? Đáp án C. Tiếp theo, câu số 3. Trong mạc phản OXA cho điểm M tọa độ là trừ 32. Tọa độ của điểm N là ảnh của M qua phép tịnh tiến vectơ V có tọa độ là trừ 21 là N là ảnh của M Được chưa? N là ảnh của M Thì sao đây? Thì N là ảnh của, của M qua phép tịnh tiến theo vectơ V là trừ 21 Thì có nghĩa là chúng ta có là M N vectơ M này Nó sẽ bằng vectơ V Được chưa? N là ảnh của M qua phép tình tiến theo vector V thì MN vector MN sẽ bằng vector V. Vector MN điểm N thì giả sử điểm N có tọa độ là gì đây? Điểm N tọa độ là xa được không? Thì uh, vector MN thì lấy quanh quanh N trừ quanh M vậy là x trừ cho 3 là x cộng 3. Được không? x cộng 3 này còn tung thì chúng ta lấy y n trừ y m nghĩa là y trừ 2. Tung là y trừ 2. Được chưa? Và nó bằng beta v là beta v tọa độ là trừ 2 1. Sau đó thì chúng ta cho vậy đây. Hai ta bằng nhau thì hoành bằng hoành tung bằng tung và x cộng 3 bằng trừ 2 x sẽ bằng trừ 5 x cộng 3 bằng trừ 2 x sẽ bằng trừ 5 còn y trừ 2 bằng 1 thì y bằng 3. Y trừ 2 cho bằng 1 này y bằng 3. Được chưa? X cộng 3 bằng trừ 2 thì x bằng trừ 5. Y trừ 2 bằng 1 y bằng 3. Vậy ta đổi điểm nào sẽ là trừ 5, 3. Vậy thì câu 3 chọn đáp án đúng là đáp án gì đây? Đáp án C rồi nha. Yeah. 3 chọn C. Tiếp theo là câu số 4 giải phương trình sin 4x nhân cos 4x bằng trừ 1 phần 2. Câu này thì chúng ta lưu ý. Khi làm câu này chúng ta chú ý này. Chúng ta có công thức gì đây. Sin 2a thì bằng 2 lần sin a nhân cos a. nhớ chưa? Và chúng ta thấy này, sin 4x nhân cos 4x mà cái này bằng trừ 1 phần 2 đúng không? Vậy thì chuyển cái 2 lên đây. Đúng không? Thành nhân này ra Vậy thì nó thành gì đây? Thành gì? 2 lần gì? 2 lần sin 4x. Nhân cho cốt 4x. Thấy chưa? Thành là sin 8x. Thấy không? Rồi. Và cái này sẽ tương đương gì đây? Cái phương trình tương đương gì? Phương trình tương đương. Với sin 8x. Bằng trừ 1. Được chưa? Mà xin sin a bằng -1 thì a bằng -pi chia 2 cộng k2pi, nhớ nha. Vậy thì cái này sẽ tương đương với tổng x sẽ bằng -pi chia 2 cộng k 2 b Thầy chia hai vế cho 2 thì lúc này sẽ được là x bằng trừ b chia cho 4 trừ b chia 2 mà chia 2 là trừ b chia 4 k 2 b chia 2 là còn k b k thủ z nha vậy thì uh, cái này sẽ là gì đây đáp án gì đây 8x đúng không? 8x bằng uh, 8x bằng trừ 1 đúng rồi, trừ 1 thì trừ b chia 2 trừ b chia 2 a à, xin lỗi chia cho 8 đúng không? chia cho 8 ra sin 8x bằng trừ 1 8x bằng trừ b chia 2 cộng kb thì muốn mắc x thì chia cho 8 là b chia 16 nha trừ b chia 16 trừ b chia 16 k 2b chia 8 là còn kb chia 4 x sẽ bằng trừ b chia 16 cộng kb chia 4 nha vậy thì quan sát 4 đáp án ABCD đúng đúng ở đây chính là đáp án d đúng chưa x bằng trừ b chia 16 cộng kb chia 4 k thuộc trạch B16 á. Câu 4 chọn đó bóng đen nha. Tiếp theo là câu số 5. Với giá trị nào của m thì phương trình sin x bằng m có nghiệm? Thì chúng ta đi ấy là chúng ta đã học rồi thì à sin a thì luôn lớn bằng -1, nhỏ bằng 1. Nhớ chưa? Sin cos luôn lớn bằng -1, nhỏ bằng 1. Vậy thì ở đây sin sin x bằng m có nghĩa là m sẽ gì? Điều kiện có nghiệm thì m phải lớn bằng trừ 1, nhỏ bằng 1. Được chưa? Vậy thì câu 5 chọn đáp án đúng là đáp án B. Tiếp theo là câu số 6. Phương trình 2 sin x cộng căn 3 bằng 0 có tập nghiệm trong đoạn từ 0 đến 2 b là. Cái này chúng ta sẽ dùng phương pháp CLC, pháp can á chúng ta nhập cái này vào máy tính này hai lần sin x cộng căn 3 dùng máy tính cho nhanh nha sau đó thầy sẽ can đó a là 4b này thấy không 4b này thì cái này trước tiên bà lưu ý này trước tiên chúng ta phải cài cái máy tính về chế độ ra đi ăn cho nó dễ được cho bấm xếp mốt bốn thì nó lên chế độ r này thấy không r hay chưa đó r r hay chưa là chế độ máy r ra đi ăn á sau đó chúng ta nhập này hai lần sin x cộng cho căn 3 chúng ta can này đoán a thì nó là 4 b chia 3 5 b chia 3 chúng ta can vào 4 xếp b chia cho 3 đó nghĩa đầu tiên này bạn không có chưa bạn không rồi tiếp tục chúng ta can tiếp 5 b chia 3 5 b chia cho 3 này cũng bằng không luôn thấy chưa ở là 4 b chia 3 với 5 b chia 3 đúng rồi và thì câu 6 chọn đáp án đúng và đáp án A thôi chưa yeah chúng ta dùng phương pháp CLC. Tiếp theo là câu số 7. Câu số 7 này. Nghiệm của phương trình sin x cộng căn 3 cos x bằng 1 là thì à uh, các phương trình này là phương trình dọn như đây, dọn ax a x cộng b cos x bằng c. a xin x sin alpha đã thì dễ này chưa cộng b cos alpha bằng c a sin alpha cộng b cos alpha bằng c cái điều kiện có nghiệm ở đây là a bình cộng b bình điều kiện ta nhớ này điều kiện có nghiệm là a bình cộng b bình phải lớn bằng c bình được chưa thứ hai cách giải là chúng ta sẽ chia hai vế cho can can a bình cộng b bình và thì ở đây can a bình cộng b bình ở đây bằng can của một bình này đúng không trước sinh là một trước cos là căn 3 1 bình cộng cho căn 3 tất cả bình phương thì nó bằng mấy? Bằng 2. Vậy thì thầy sẽ chia hai vế cho hai. Thì sẽ có là 1/2. 1/2 nghe chưa? 1/2 sin x cộng căn 3 chia 2 cos x thì nó bằng 1/2. Sau đó thầy giữ sinh lại nghe chưa? Sin x thầy lấy máy tính thì chuyển là 1/2 về cos. Vậy là cos 60 độ bằng 1/2. Vậy thì là các sẽ thành cos b chia cho 3 tương tự cái này chúng ta giữ cốt lại này bấm cái này xếp gì xếp sin và căn 3 chia 2 chính là sin b chia 3 bằng 1 phần 2 sin a cos b cộng sin b cốt a thì nó bằng sin a cộng b nghĩa là sin x cộng b chia 3 bằng 1 phần 2 được chưa mà sin sin b chia 6 bằng 1 phần 2 cho đó là 1 phần 2 chính là sin b chia 6 được chưa 1 phần 2 chính là sin B chia 6. Vậy thì chúng ta có hai trường hợp rồi chưa? Là gì đây? A bằng B nghĩa là sin A bằng sin B thì A bằng B nghĩa là x cộng B chia 3 bằng B chia 6 cộng K 2B. Được không? Và x cộng B chia 3 thì bằng B trừ cho B chia 6 cộng K 2B. Được chưa này? Vậy thì x sẽ bằng B trên 6 trừ B trên 3. Vậy là chúng ta có là 1 phần 6 trừ 1 phần 3. Thì nó bằng trừ 1 phần 6. Chúng ta có một nghiệm là x bằng trừ b chia 6 cộng k 2b. Có một nghiệm là x bằng trừ b chia 6 này cộng k 2b. Nghiệm thứ hai x bằng. Nghiệm thứ hai là chúng ta sẽ lấy 1 trừ 1 phần 6 trừ cho 1 phần 3. Chuyển, 1, chuyển b chia 3 qua phải á. 1 đó lấy 1 nè. 1 1 trừ cho 1/6 trừ thêm cho 1/3 bằng 1/2 và nó chứng tỏ là bị chia 2 á. Nghiệm thứ hai là x bằng b chia cho 2 cộng k2b. Vậy thì chúng ta quan sát đồ bảng ở ABCD, đồ bảng đúng ở đây chính là đồ đen nha. Câu 7 chọn đó bảng đi. Rồi tiếp theo câu số 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ối y cho đường tròn C có phương trình là x bình cộng y bình trừ 2x cộng 4y trừ 4 bằng 0. Người ta hỏi là ảnh của C qua phép tịnh tiến theo vectơ V có tọa độ là trừ -2 năm là là phương trình nào? Thì uh, cái này trước tiên á, là chúng ta phải làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ chuyển cái các phương trình đường tròn này về cái phương trình đường tròn giáo đốc án này cho dẫn vào tâm quốc á. thì thầy chỉ thầy chuyển như sau cái đường tròn C này sẽ chuyển thành như này thầy sẽ gây là bạn x ra x trừ hai này tất cả bình phương cái này là bóng y đúng không cộng y thì gây là y cộng cho hai tất cả bình phương x trừ một giải x trừ một x trừ một thì ra bạn em coi này x bình thấy chưa? y bình thấy chưa? cái này là trừ hãy cái này là cộng bốn y thấy chưa? và là cộng một, đây cộng bốn là cộng năm, cộng năm thì chúng ta phải trừ Nam ra, đúng không? trừ cho năm, mượn năm trả năm chưa? của mình có trừ bốn này, ghi lại trừ bốn nha, bằng không. thì đường đầu của mình sẽ là như sau, tròn c ban đầu sẽ là như sau này, chính là x trừ một tất cả bình phương cộng cho y cộng hai tất cả bình phương bằng chín, được chưa? bằng chín, đúng chưa? Nó chuyển về giống cái dạng của đáp án cho nó dễ ở đây thì chúng ta sẽ có biểu thức tọa độ này biểu thức tọa độ là gì đây x bằng y bằng x chúng ta nhớ là bằng x 0 đúng không chúng ta gọi điểm M là tọa độ là x a đi điểm M phải là x phải y phải thì x phải đi x phải nha x phải cái này là y phải x phải thì bằng x cộng a y phải tầng y cộng b đúng không chúng ta nhớ rồi chưa bạn nghĩ đây x a đây chính là mấy a chính là trừ hai x trừ hai còn y chính là bạn y này đúng không y phải chính là y b chính là 5 y cộng 5 được chưa sau đó thì chúng ta lưu ý này cái đường tròn c của chúng ta đó là chúng ta có rồi đúng không c này và điểm m nó thuộc đây rồi thì chúng ta rút ra rút gì đây rút x ra x phải thì bằng gì đây x phải bằng x trừ 2 x sao bằng gì x chuyển từ 2 sang bên trái là x phải cộng 2 x 7 phải cộng 2 nha x thì bằng x phải cộng 2 còn y thì bằng gì đây chuyển 5 sang bên trái là y phải trừ cho 5 được chứ này sau đó chúng ta thay cái uh, x bằng x phải cộng 2, y bằng y phải trừ 5 vào các phương trình số 1 này. Đúng không? Vậy thì chúng ta có gì đây? X thay bằng gì? X ra C phải sẽ là gì đây? X thay bằng X phải cộng 2 trừ cho 1 bình phương lên nha. Y thay bằng Y phải trừ 5 và cộng thêm cho 2 nữa. Bình phương lên. Thì bàn 9. Vậy thì cái này sẽ là X phải cộng 1 trừ 2 cộng 1 trừ um, cộng, cộng 2 trừ 1 chính là cộng 1 bình phương ở đây còn cái này là y phải trừ 3 tất cả bình phương bằng 9 phương trình tròn c phải sẽ là gì đây x cộng bỏ dấu phải đi x cộng 1 tất cả bình phương cộng y trừ 3 tất cả bình phương bằng 9 chúng ta quan sát bấu trúc ẩn ABCD đoán đúng ở đây chính là gì đây đoán đúng ở đây chính là đó nào đáp án C đúng không? X cộng 1 tất cả bình phương này. Cộng y trừ 3 tất cả bình phương bằng 9, đúng chưa? Vậy thì câu số 8 chọn đáp án C. Chúng ta lưu ý cho thầy này. Cái điểm M thì gọi là x y nha. Còn điểm M phải thì chúng ta gọi là x phải y phải. Và nhớ là điểm M nó thuộc gì? Thuộc C. Điểm M phải thì thuộc gì đây? thuộc C phải nhớ chưa rồi tiếp theo là câu số 9 cho tập A gồm các phần tử là 1 2 3 5 7 9 từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau có nghĩa là họ hỏi là từ tập hợp A này có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số nữa nha, đâu 1 khác nhau, đó là khác nhau. Thì chúng ta gọi số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau ở đây là chính là A, B, C, D. Địa kiện ở đây là A khác 0, ở đây thì không có số 0, yên tâm rồi nha. Vậy thì chúng ta chọn chữ số A này Chúng ta đếm này 1, 2, 3, 4, 5, 6 số nữa nha, có 6 số. Vậy thì A bắt chọn này A có 6 cách chọn B sẽ có gì đây B sẽ có gì khác nhau nha Và chúng ta lấy 7 trừ đi 1 là còn Chúng ta lấy 6 trừ 1 mới đây 5 yeah. B nào cách chọn Còn C là có 4 cách chọn Còn D thì như đây D là có 3 cách chọn Được chưa Vậy thì chúng ta có là 6 x 5 nhân 4 và nhân cho 3 6 x 5 30, 4 x 3 12, vậy là 30 x 12. 360 nghe nha. Bằng 360. Kết quả đây là 360, cho đó thì câu 9 chọn đáp án C. Chúng ta đếm là có 6 số nghe nha, thì A nó có 6 cách chọn, B nó giảm xuống là 1 nha nha. Giỏi này 1 lấy 6 trừ 1 mấy? 5 Còn C giảm 1 tiếp là còn 4 D giảm 1 tiếp là còn 3 Tiếp theo câu số 10. Điều kiện M để phương trình M sin x trừ 3 cos x bằng 5 có nghiệm là. Thì cái này chúng ta nhớ rồi. Đây là cái dạng như đây. A sin cộng B cút bằng C. Thì điều kiện ở đây chính là A bình cộng B bình lớn bằng C bình. Vậy thì phương trình có nghiệm khi nào? Khi M bình phương này cộng cho trừ 3 tất cả bình phương lớn hơn bằng 5 bình phương. Vậy thì ở đây chính là M bình phương này. Trừ 3 bình phương là bằng 9. 5 bình phương là 25. Vậy là 25 trừ 9 là bằng 16. Vậy M bình lớn bằng 16. M bình lớn bằng 16. Có nghĩa là M bình lớn bằng 4. Mà chúng ta có là A bình lớn bằng B thì sao? A lớn bằng B và A nhỏ bằng trừ B. Vậy M bình lớn bằng 4 bình thì M lớn hơn bằng 4. Hoặc M bé hơn bằng trừ 4. Nhá chưa? Vậy thì câu 10 đáp án đúng ở đây chính là đáp án A nha. Câu 10 chọn A. Tiếp theo câu số 11. Có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn nam học sinh sao cho số học sinh nữ là lẻ, là số lẻ hay là chưa? Có 6 nam này, 4 nữ. Người ta chọn ra nam học sinh sao cho số học sinh nữ là lẻ. Học sinh nữ hay là số lẻ nha vậy thì à, học sinh nữ mà lẽ mà chọn là nam học sinh đúng không thì chúng ta sẽ có hai trường hợp trường một là gì đây trường hợp một sẽ là sẽ là gì đây trường một thì chúng ta sẽ chọn là, ba nữ đúng không ba nữ ba nữ và hai nam chưa ba nữ hai nam nữ lẻ chưa đúng chưa nữ sẽ lẻ trường hai chúng ta sẽ chọn là một nữ một nữ và bốn non trong ấy chưa nam học sinh này sao cho học sinh nữ lẻ thì trường hợp một sẽ là ba nữ hai non trường hợp hai sẽ là một nữ bốn non còn ấy thấy đúng không hai trường hợp thôi duy nhất hai trường hợp nữa giờ hai trường hợp nữa giờ thì uh, trường hợp ba nữ hai non thì sẽ đây có gì đây tổ hợp không ra tổ hợp chập máy chập máy đây chập 3 của chập chập máy chập 3 có bốn phần tử đúng không rồi sẽ là c đây c và 4 được chưa c 4 nhân ở đây, đây nhân nhân cho cái thằng nom này đúng không nom là có 6 mà lấy ra hai đúng không và nhân cho c 26. À trường hợp 1 nha. Trường 2 là một nữ, mà nữ là có máy đây? Có 4 thì chúng ta có là C14. Còn nom mà lấy 4 thì còn chúng ta có là C46. bấm máy tính là có kết quả luôn. 4 xếp C 3 nhân 6 xếp C1 cộng cho 4 xếp C1 nhân cho 6 xếp C4. Nó bằng là không? à, cái này cái gì ta? 4 xếp C3, 6 xếp C mấy này? C2 đúng không? C2, hai nom mình chưa? này sửa lại nghe chưa? Chỗ này sửa lại là 2 này, 6 xếp C2. Kết quả là 120. 120. Vậy thì câu 11 chọn đáp án đúng là đáp án D nghe chưa? Đáp án D. Tiếp theo là câu số 12. Trong mặt phẳng OXY cho đường thẳng D có phương trình là 5x trừ 3. 5x trừ cộng 15 bằng 0, viết phương trình của đường thẳng D phải là ảnh của D qua phép quay tâm O góc 90 độ. Thì à, chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ gọi điểm M này. Điểm M nha, có tọa độ là x y thuộc d nha thuộc d điểm mà phải có tọa độ là x phải y phải thuộc d phải đồng ý chưa và chúng ta có là m này m thuộc d cho suy ra cái phương trình của nó sẽ là gì đây thay bộ đây thay bộ phương trình này, này nha sẽ được là 5 x trừ cho bài cộng 15 bằng 0 được này đây là số 1 và đây thì chúng ta có là phép quay phép quay tâm ô góc 90 độ đúng không thì nó biến điểm mà biến cái đường thẳng d thành d phải được chưa Thì đó thì chúng ta có gì đây chúng ta có là biểu thức gì đây biểu thức tọa độ nghe chưa sẽ là gì x bằng y bằng x sẽ bằng uh, y phải nhớ chưa x bằng y phải còn y thì bạn trừ x phải phép quay tâm ô góc 90 độ thì nó nó có biểu thức là x bằng y phải còn y thì bạn trừ x phải nhớ nghe chưa? và chúng ta thay cái này vào đâu vào một nha thay vô một thì thay vào đây được này là 5 x thì chúng ta thay bằng gì y phải còn mấy chưa còn y thì thay bằng trừ x phải Vậy là trừ 3 nhân với trừ x phải cộng 15 bằng 0. Điều này sẽ tương đương như đây. Trừ 3 nhân trừ x phải là được là 3x phải cộng cho 5 y phải cộng 15. Chúng ta bỏ x phải đi, bỏ bỏ dấu phải đi thì được là gì đây? 3x cộng 5 y cộng 15 bằng 0. Vậy thì câu số 12 đáp án đúng ở đây chính là đáp án A đúng không? 3x cộng 5 y cộng 15 bằng 0. Tiếp theo là câu số 13. Câu 13 nè. Số hạng thứ 3. Số hạng thứ 3 trong khơi triển 2x cộng 1 tất cả mua 5 bằng bao nhiêu? Thì uh, chúng ta có là chúng ta có là t này đúng không? Số hạng thứ 3 cộng 1 này số hạng thứ k cộng 1 là t k cộng 1 thì bằng gì đây bằng c c n ở đây là c n k ở đây là nào bằng 5 là c 5 k và cái này là a chính là 2 x b là 1 thì chúng ta có là 2 a a mũ m trừ n đúng không a mũ n trừ k thì 2 x mũ 5 trừ k nhân như đây nhân cho 1 mũ k 1 mũ k chính bằng 1 chúng ta bỏ cho rồi và nó bằng gì đây nó bằng c 5 k 2 x mũ 5 trừ k chúng ta tách làm hai ra là 2 mũ 5 trừ k nhân x mũ 5 trừ k nha còn 1 trừ k bằng 1 rồi ở đây thì để nó là số hạng thứ ba có nghĩa là t3 t3 thì k mấy k bằng 2 t3 là k bằng 2 nha k bằng 2 thì lúc này chúng ta thay vào đây được là c 5 2 cao bằng 2 thay vào được là 2 mũ 5 trừ cho 2 là còn 2 mũ 3 và nhân gì đây các bằng 3 thì còn x mũ 2 thôi đúng chưa cao bằng 3 thì x mũ 2 cao bằng 2 x mũ 3 này nha cao bằng, cao bằng 2 nha là lấy 5 trừ cho 2 cộng 3 x mũ 3 nha chúng ta bấm máy cái này 5 xếp C2 nhân cho 2 mũ 3 bằng 80 nghe nha bằng 80 bằng 80 x mũ 3 vậy thì câu số 13 đúng đúng ở đây chính là đáp án C 13 chọn C nghe nha 13 chọn C tiếp theo là câu 14 hòm số nào sau đây là hòm số chẵn thì chúng ta đã học ở chương trình lớp 10 rồi chúng ta nhớ này này với mọi x thuộc d thì suy ra trừ x cũng thuộc d nha nếu f trừ x mà bằng fx thì nó là hòm số gì chẳng còn nếu f trừ x mà nó bằng trừ của fx thì nó chính là hòm số lẻ nhớ chưa Vậy thì chúng ta thấy nè Cái câu 14 này chúng ta cho để ý nè Chúng ta nhớ là hàm lượng giác á Thì chúng ta nhớ là chỉ có hầm cốt mới là hầm chẳng nè yeah. Hầm cốt x là hầm chẳng nè Còn hầm to, hầm sin là hầm lẻ Vậy chúng ta để ý đó bằng A nè Đó bằng A của mình là Chúng ta có có là gì đây To x chia cho sin x và chúng ta thay thử nha là f trừ x vào đây thì được là tan trừ x chia cho sin trừ x mà tan trừ x thì bạn trừ tan x sin trừ x thì bạn trừ sin x vậy chúng ta rút gọn tử mẫu cho dấu trừ thì bỏ đi là còn tan x là còn gì đây tan x chia sin x đúng không cái này nó bằng đúng x luôn thấy chưa bạn là có ban đầu chưa bạn là hồng số ban đầu luôn và nó chính là hồng gì hồng chẵn rồi ra đây hồng đó chẵn đúng không thì câu 14 chọn đáp án A luôn. Tất nhiên thì đáp án B là lẻ rồi bởi vì tan hay x là nó lẻ. Nó trừ nó không? Thành dấu trừ. Còn cái cốt là chẵn rồi, mà nhân lại chính là chính là hòm gì? Hòm lẻ. Còn cái này là lẻ chắc rồi, x cũng ba là lẻ này chưa? Còn cái này cũng lẻ luôn. Cốt chẵn nhưng mà cái x nó lẻ. Đó thì kết quả này là đó đúng ở đây chính là đáp án A nha. Tiếp theo là câu 15 cho hình chóp xabcd có đáy abcd là hình vuông tâm ô giao tuyến của hai mặt phẳng xac và xbd là cái đường nào thì câu này chúng ta vẽ hình thôi, phải hình này đáy là hình uh, hình vuông vẽ hình hình hành nha, vẽ kiểu hình hình hành rồi người ta cho là, người ta không có cho xa à, góc với đáy nha cái này vẽ vẽ lại đi như này này đây x a b c d nghe chưa đó thì uh, người ta nói là dấu tiếng của x a c x a c và x b d là thì gọi o là dấu điểm của ai ô là giao điểm của tâm O rồi, đúng không? Hình vuông tâm O rồi. ô giao điểm của thằng AC và BD. Thì em thấy này. Giao tiếng của X, AC, X, BD. Chúng ta có là X là gì đây? X là thuộc X, AC giao với X, BD. Thấy chưa? Có nghĩa là X là điểm chung thứ nhất của hai mặt phản X, AC và BD. Tiếp theo này. Điểm O thuộc gì đây? Điểm O thuộc AC. AC nằm trong X, AC rồi ô thuộc BD mà BD nằm trong XBD thì đó thì chúng ta có điểm chung thứ hai là ô thuộc XAC giao với XBD và giao tuyến của XAC và XBD chính là đường XO chưa vậy thì XO chính là giao tuyến của XAC với mặt phẳng XBD vậy thì à, câu số 15 đáp án đúng ở đây chính là đường thẳng XO đáp án B nghe chưa? câu 15 chọn đoạn B. Tiếp theo là câu 16. Phương trình lượng giác sin bình phương sin bình phương x trừ 2 sin x bằng 0 có nghiệm là thì cái này chúng ta thấy là sin bình với trừ 2 sin thì chung sin cho đạt sin ra ngoài. Đạt sin ra ngoài ở trong là còn sin x trừ cho 2 bằng 0. Thì này a nhân b bằng 0 đúng không? Nha? a nhân b bằng 0 thì sin x bằng 0 hoặc sin x bằng mấy bằng 2 mà chúng ta biết là sin thì chạy từ trừ 1 đến 1 hết chưa sin x thì lớn bằng trừ 1 nhỏ bằng 1 vậy thì sin bằng 2 loạn hết chưa Đó. vậy còn sin x bằng 0 mà sin a bằng 0 thì a bằng b a bằng kb nhớ chưa sin a bằng 0 thì a bằng kb vậy sin x bằng 0 thì x sẽ bằng kb vậy thì câu 16 chọn đáp án b được chưa Tiếp theo là câu 17. Cho hình chóp x -A -B -C -D với abcd là hình bình hành tâm ô. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng x -A -B và abcd là Chúng ta vẽ cái hình nha. Đây. x a b c d hình bình hành đây tâm là ô nha tâm nó là ô vô điểm hai đường chéo đó. rồi người ta hỏi là dấu tiếng của mặt phẳng x AB mặt mặt này đúng chưa đây này với mặt phản ABCD rõ ràng thấy chưa có mặt phẳng x AB ABCD chính là dấu tiếng chính là AB chưa bởi vì A thuộc gì A thuộc x AB với ABCD A này thuộc x AB với A B C D, đồng ý chưa? Đầu điểm gì nữa, điểm B. Điểm B thuộc mặt phẳng AB chưa? Vô với vô với gì đây? Vô C, ABCD. Và giao tiếng của nó chính là gì đây? Giao tiếng của nó chính là AB. Chính là giao tiếng của mặt phẳng AB và mặt phẳng ABCD, đồng ý chưa? Vậy thì câu 17 chọn đáp án C. Tiếp theo câu 18. Một câu lạc bộ cầu lông có 26 thành viên. Số cách chọn một ban đại diện gồm một trưởng ban, một phó ban và một thư ký. Tức là chọn ra ba người á, chưa? Từ 26 thành viên này. Thì sao làm đây? Chọn ban đại diện mà gồm có là một thì gì đây, một trưởng ban này, một phó ban và một thư ký. Được chưa? Từ 26 người thì chúng ta chọn đầu tiên chúng ta chọn gì đây? Chọn trưởng ban trước này, từ 26 người thì có gì đây? 2C1 26, đúng chưa? Tổ hợp chập 1 của 26 phần tử thì ra. Rồi, đó là chọn một trưởng ban từ 26 thành viên là C1 26. Tiếp tục này, khi chọn một một trưởng ban thì còn mấy? Còn 25 người đúng không? thì chọn tiếp một cái người pháo băng nữa, chọn tiếp một pháo băng nữa là xe máy đây. C125. Và khi chọn chọn xong một pháo băng thì còn mấy? Còn 24 đúng không? phải chọn tiếp một gì? Một thư ký nữa là có gì? C124. Chúng ta bấm máy là xong. C20 hình như là C C26 này, xếp C1 này, đúng không? Là bạn 26 chưa? Bàn 26 á. Vậy là

Tiếp theo là câu 19 Cho phương trình 2 cut hãy cộng 1 bằng 0 Số nghiệm của phương trình thuộc khoảng từ 0 đến b 2 là Thì cái này chúng ta phải giải cái này ra Giải này ra nha Giải ra Thì uh, Giải như sau nè Chúng ta có là 2 cut 2 x cộng 1 bằng 0 đúng không? thì nó sẽ tương đương gì đây tương đương với cốt 2x sẽ bằng gì đây trừ 1 phần 2 đúng không trừ 1 phần 2 này tương đương cốt 2x bằng trừ 1 phần 2 chính là bằng cốt 2b chia 3 chúng ta bấm này trừ 1 phần 2 này bấm 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 ngược đây, xin lỗi bấm ngược bấm xếp cốt nha xếp cốt từ 1 phần 2 thì nó bằng là 2B chia 3 được chưa phải cốt 2X bằng cốt 2B chia 3 cốt A bằng cốt B thì A bằng cộng trừ B cộng cao 2B Vậy thì ở đây chúng ta tương đương với hai trường hợp gì đây là 2X bằng 2B chia 3 hoặc 2X bằng trừ 2B chia 3 và nhớ là cộng ca 2B nha cộng ca 2B vào nó sẽ tương đương x sẽ bằng hai b mà chia cho hai thì còn chia với cho hai nha là còn b chia ba này k b chia hai là còn k b được chưa rồi cái nghiệm dưới là chúng ta có là chia với cho hai thì được là x sẽ bạn trừ b chia ba cộng k b nha tới đây thì chúng ta sẽ chạy cái này vào x nằm trong khoảng là không đến b như hai nha nghiệm đầu tiên này và chúng ta có là b chia ba cộng cho k b này chúng ta cho nó lớn mấy cho nó lớn gì đây cho nó lớn hơn không nhỏ hơn nhỏ hơn bi chia hai được chưa tìm tìm ca nha tìm ca và lúc này chúng ta chuyển cái cây b chia ba xong bên này này ra chuyển qua đây chuyển cái này qua đây được chưa vậy là ca nó sẽ lớn gì ca nó sẽ lớn hơn trừ bi chia ba này rồi chúng ta chia luôn cho bi đúng không chia luôn cho bi qua đây này chia cho bi luôn và nhỏ hơn b chia 2 trừ b chia 3

trừ 1 phần 3 là bao nhiêu đây trừ 1 phần 3 là 0, uh, âm 0,33 mà ca lớn hơn trừ 1 phần 3 nhỏ hơn 0,16 mà ca nguyên thì ca mấy đây ca bằng 0 thôi chứ ca bằng 0 mày ca bằng 0 thì có một nghiệm này chưa có được một nghiệm này có một nghiệm rồi đó trường hợp thứ hai là x bằng trừ b chia 3 cộng ca b chúng ta cũng làm tương tự thôi đây hợp thứ hai này phương nghiệm là trừ pi chia 3 cộng k nha. Chúng ta cũng cho lớn hơn 0 nhỏ hơn là pi chia 2. Rút k luôn nha. Rút k là cái này chuyển qua là pi chia 3 này. Pi chia 3 mà chia cho cho Bi là còn 1/3. 1/3 chính là 0,33. Còn cái này chuyển sang đây là thành cộng đúng không? Vậy là 1/2 cộng 1/3. 1/2 này. cộng 1/3 nha là nó bằng là 5/6, 5/6 chính là 0.83. Và ca lớn hơn 0.3 mà nhỏ hơn 0.83 thì chúng ta không có ca này phải chưa? Qua thuộc rỗng phải chưa? thuộc rỗng. Dạ. Yeah. Ca nguyên thì ta không có chọn được hết phải chưa? Bởi vì 0.83 0.3 đến 0.83 thì chúng ta không tìm được con nguyên. Vậy thì chúng ta chỉ có một nghiệm duy nhất ra Đúng một nghiệm thôi. Vậy thì câu số 19 chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án A nha. Câu một niệm Tiếp theo là câu 20. Câu 20 nè. Cho tập A gồm các phần tử là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 số tự nhiên có bốn chữ số thầy đạt là a b c d, d. được chưa đó như vậy đó a khác không nhưng mà ở đây là cái tập tập a của mình là không có số không nha lưu ý là a khác không nhưng mà cái tập a của mình là không có số không thì chúng ta khỏi cần đạt điều kiện này chưa bốn chữ số này khác nhau nhớ chưa khác nhau nè và chia cho năm số chia cho năm là số tận cùng là 0 và 5 nhớ chưa Vậy thì đây chúng ta có không không có số 0 mà chúng ta chọn số 5 đây Tầng cùng là 5 Thì D sẽ là 5 Nhớ chưa D sẽ bằng 5 Vậy D có mấy cách chọn D có một cách chọn Đúng chưa D một cách chọn rồi chưa Đếm này 1, 2, 3, 4, 5, 6 số được chưa Chúng ta chọn D rồi Thì chúng ta sẽ còn mấy thôi Còn mấy Còn 5 thôi được chưa Vậy thì A sẽ có 5 cách chọn này Và khác nhau vậy thì B phải là còn mấy cộng 4 và C là cộng 3. Và tóm lại là 5 x 4 x 3 x 1. 5 4 20. 20 x 3 là bạn 60 cách chọn. Và thì câu uh, số 20. Đó đúng ở đây chính là đó xe C nha. Đó ăn C. Tiếp theo là câu 21. Một nhóm học sinh gồm 7 nam và 3 nữ cần chọn ra nam học sinh để tham gia đồng diễn thể dục với yêu cầu có không quá một bạn nữ họ có bao nhiêu cách chọn nhớ là không quá một nữ nghĩa là số nữ nó bé hơn mấy bé hơn một nghe chưa không có một nữ là bé hơn một vậy thì chúng ta sẽ có có hai trường hợp đúng không là trường hợp thứ nhất là chúng ta có là không có bạn nữ nào có nghĩa là chúng ta sẽ chọn là năm non bởi vì chọn năm người đúng không năm học sinh mà trừ một này chúng ta chọn năm non nhớ chưa cho địa nó là không có bạn nữ có nghĩa là số nữ bán một vậy chúng ta chọn năm non năm non số cách chọn sẽ là c đây non có bảy học sinh đúng không chọn ra năm thì chúng ta có là c năm bảy chưa c năm bảy còn à, trượt hai trượt hai thì chúng ta sẽ chọn như đây chọn gì chọn à, xin lỗi nó kêu không có một nữ nghĩa là số nữ bán bằng một nha bán bằng một nhưng phải là nhỏ một không quá một bọn nữ nghĩa là số nữ bán bằng một và trượt hai sẽ là gì đây sẽ là một nữ bốn nọ chưa một nữ bốn nha trừ hai là một nữ bốn non, non thì có bảy đúng không và thì c nó chính là c nữ nữ sinh nữ nữ trước nha nữ là có ba vậy c một ba này còn non là có bảy nha gọi là nhân cho c bốn bảy sau đó mình cộng lại nghe chưa cộng lại là c năm bảy này cộng cho c một ba nhân cho C47 bấm máy tính thành là sao cách đây nghĩa là c5 xếp C7 này cộng cho 3 xếp C1 nhân cho 7 xếp C4 xe rồi bấm lại nha bấm từng cái đi bãi xếp C5 này là nó bàn 21 đi cái này 21 này. cái này bàn 21 luôn nha 21 Rồi cái cái kia là bao nhiêu đây kia sẽ là 3 xếp C1 nhân cho bãi xếp C4 105 vậy 21 cộng 105 cả 21 này. Bàn 126 được chưa bài có 126 cách chọn Vậy thì à, câu 21 chọn đó ăn nha. cho Chúng ta lưu ý lại thầy này Không quá một bọn nữ nghĩa là nhỏ nhỏ hơn bằng một bọn nha Tức là bé hơn bằng một Và chúng ta có hai trường hợp Trường một là chúng ta gì Chọn nam non không nữ Trường 2 là chúng ta chọn một nữ bốn non Tiếp theo là câu 22 Tập xác định của hàm số Y bằng tan x cộng b chia nam là thì chúng ta nhớ là tan thì à, bằng sin chia cốt đúng chưa tan bằng sin chia cốt do đó thì cái tan này thì sin chia sin thành sin x cộng b chia nam chia cốt x cộng b chia nam vậy thì điều kiện ở mẫu là khác không về x cộng cốt x cộng b chia nam nó sẽ khác gì khác không cốt bằng không thì x bằng b chia hai cộng k b cốt khác không thì x khác b chia hai cộng k k b được chưa và x cộng b chia 5 nó sẽ gì? Khóc b chia cho 2 cộng cho kb. Và là x sẽ khóc. Nó chuyển cái b chia 5 sang bên phải thì lấy 1 phần 2 trừ 1 phần 5 ra. 1 phần 2 đem trừ cho 1 phần 5. bằng 3 phần 10. Và nó chính là x khóc 3 b chia cho 10 cộng kb nhớ là to là dùng copy nha vậy là đáp án gì đây đáp án đúng ở đây chính là đáp án D ăn C chưa đáp án C dạ yeah, D bạn ra bỏ đi 3 b chia 10 cộng copy ca thủ giấy tiếp theo là câu 23 tìm các giá trị của m để phương trình cos x bằng m trừ 1 có nghiệm thì cos x sin x đều lớn bằng trừ 1 nhỏ bằng 1 ở đây thì cos x thì chúng ta chọn là cos x lớn bằng trừ 1 nhỏ bằng 1 hơn cho Vậy thì chúng ta có là m trừ 1 này sẽ lớn bằng gì trừ 1 nhỏ bằng 1 cái này sẽ tương đương chuyển trừ 1 sang đây và trừ 1 cộng 1 chính là bằng 0 nha đây m chuyển trừ 1 qua đây được chưa Vậy là trừ 1 với cộng 1 trừ 1 chuyển đây là cộng 1 chưa cộng 1 với 1 là mấy là cộng 2 để tóm lại là m lớn bằng 0 nhỏ bằng 2 mà lớn bằng không nhỏ bằng hai nha vậy thì câu 23 chọn đáp án b tiếp theo là câu 24 phép tịnh tiến theo vector v vectơ v nha phép tịnh tiến theo vectơ v là phép biến là phép biến gì đây biến hình biến mỗi điểm m thành điểm m phải Xong cho à vậy là cái này chọn gì đây phép định tiến theo vectơ V mà biến điểm M thành M' phải thì sao? Thì gì đây thì M vectơ M mà, mà phải nó sẽ bằng vectơ gì? vectơ V. Nhớ chưa? Vectơ M mà, mà phải bằng vectơ V cái nên định nghĩa nghe chưa? Vậy thì câu 24. 24 chọn nói gì đây? M mà, mà phải phải chưa? Bạn vectơ V này cái này sai này, ba sai này, thấy chưa? Cái đây bằng 2V là sai rồi. Cái đây hai v cũng sai chưa? vậy thì chọn gì đây đơn b đây nha đó chọn đơn b tiếp theo là câu 25 cho điểm a tọa độ là ba không phép quay tâm ô góc chín người độ biến điểm a thành góc quay mà tâm ô này phép quay đồ chưa phép quay tâm ô này góc chín người độ đó chưa thì chúng ta có biểu thức gì đây biểu thức tọa độ là gì là gì đây x bạn y phải còn y thì bạn trừ x phải nhớ chưa phép quay tâm o góc 90 độ thì nó có biến thức tọa độ là x bằng y phải còn y thì bạn trừ x phải vậy chúng ta cần tìm gì cần tìm, cần tìm cái x phải y phải đúng không vậy suy ra x phải x phải như đây x phải bằng trừ y chưa bằng trừ y x phải bằng trừ y, y chính là ở đây bằng không thì chưa còn y nè còn y phải chính là bằng x y phải bằng x x máy đây bằng ba vậy thì cái điểm giả sử là điểm ảnh chính là điểm điểm a phải đi a phải tọa độ như đây a phải chính là ít phải phải đó tọa độ là không gì không ba thì chưa vậy nó biến điểm a tọa độ là ba không thành điểm a phải tọa độ là không ba Vậy thì câu 25 chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án D rồi chưa? Đáp án D. Tiếp theo câu 26. Câu 26 này. Cho hình chóp ABCD có đáy ABCD là hình bình hành thì giao tiếng của hai mặt phẳng XAD và XBC là. Trước tiên ta vẽ hình nha. Cái anh nè. X, A, B, C, D. Tìm vô tiếng mặt phẳng XAD Chính là mặt đây đúng không? X, A, đây này. Với mặt X, mặt này. Thấy chưa? Thì chúng ta thấy nè. Cái đường AD nó nằm trong mặt phẳng XAD. Đường BC nằm trong mặt phẳng XBC. Mà AB là song song BC. Và X là giao điểm của điểm đầu tiên, điểm chung đầu tiên. X là điểm chung của mặt phẳng XBC và XAD. do đó thì giao tuyến của nó sẽ là đường thẳng qua đâu? Qua X và song song với AB và CD, chính là đường thẳng XX rồi chưa? Giao tuyến của nó chính là XX qua x song sang với AB à, với AD và BC. Vậy thì ở đây câu 26 này. Câu 26 chọn như đây. đừng đường cái đoạn A đường thẳng nó qua x song song với AB là sai chưa? Sai này. Đoạn B đường thẳng đi qua x song song với AD này đúng rồi. Chọn B thôi. Còn đoạn C thì sao sai? Đường thẳng đi đi qua x song song với AC sai được chưa? AC đâu song song được chưa? Còn đoạn D là gì đây? đường thẳng đi qua B xong sau cái D cái này tầm 7 đi ra và tóm lại thì chọn đó như đây đọc ấn B tiếp theo câu 27 câu 28 à, 27 đi cho 27 xin lỗi 27 số giá trị nguyên nhớ là số giá trị nguyên để phương trình can 2 sin x cộng can 2 cos x bạn mà có nghiệm thì cái này chúng ta áp dụng cái điều kiện có nghiệm của phương trình thôi thì cái điều kiện có nghiệm chúng ta nhớ này Phương trình a sin alpha cộng b cos alpha bằng c thì điều kiện có nghiệm của nó là a bình cộng cho b bình nó lớn bằng c bình nhá chưa? Và thì bài này chúng ta giải như sau thôi. A chính là căn 2, B chính là căn 2 cộng C là m. Vậy thì căn 2 bình phương này cộng cho căn 2 tất cả bình phương lớn bằng m bình phương. Căn 2 bình phương cộng căn 2 bình phương là bằng mấy đây? Bằng 4. Vậy là 4 lớn bằng m bình phương có nghĩa là m bình phương nhỏ bằng 4. M bình phương nhỏ bằng 4 nghĩa là 4 chính là hai bình phương, vậy là m bình phương nhỏ 2 bình phương, vậy là m sẽ lớn hơn bằng trừ -2 bán bằng 2. M lớn bằng 2 trừ -2 nhỏ bằng 2 nha. Vậy m này điều kiện m của mình là lớn bằng trừ -2 nhỏ bằng 2. Vậy thì m sẽ gồm những số sau đây. Gồm gì đây? Gồm trừ -2 này, đúng không? Lấy trừ -2 luôn nha. Trừ -1 0 mẫu 2. Mấy số này mẫu 5 Vậy có 5 giá trị nguyên của mà Vậy thì câu 27 chọn đáp án C. Tiếp theo là câu 28. Phương trình sin x bằng trừ 2 thì là phương trình. Thì phương trình này vô nghiệm nào đúng không? Bởi vì sin mình như đây. Sin A lớn bằng trừ 1, nhỏ bằng 1. Mà cái sin x ở đây bằng trừ 2 là vô nghiệm rồi. Không thỏa được chưa? không nào mọi vậy thì cái này chúng ta chọn vô nghiệm thôi máy cái này lên tên là sáng được chưa trình vô nghiệm tiếp theo là câu 20 câu hai máy đây câu 29 được chưa câu 29 câu 29 cho tứ diện ABCD hình đây cho tứ diện ABCD gọi lần lượt là trung điểm của AG và BC như hình vẽ này. Người, ta hỏi là dấu tiếng của hai mặt phẳng AG và BC. A A thấy chưa? A này thấy chưa? A G, R, thấy chưa? A G R, thấy chưa? Qua mặt phẳng IBC. Chúng ta để ý này, Cái điểm đầu tiên chúng ta thấy là cái điểm gì đây? Cái điểm A thấy chưa? A đâu? ở đâu a nằm ở đâu? Y nằm đây năm năm thuộc Y thuộc năm khoảng gì? ABC chưa Đúng không Được. Y thuộc AD. AD nằm ở đâu? Trong a, a gì? AD gì Vậy thì Y là điểm chung thứ nhất. Đây, trình bày này. Y Y thuộc mặt um, phẳng là năm năm đó. A thuộc bằng phẳng ABC rồi là A này A thuộc đâu A thuộc AG AG nằm ở đâu trong AD R từ đây nó xây ra được là điểm A là điểm trong thứ nhất A thuộc ABC dâu với mặt phẳng là AD R được chưa đây là số 1 được chưa tiếp theo là chúng ta có điểm R này Ray có thuộc ABC không? Ray thuộc BC, BC nằm trong ABC. Điểm Ray này thuộc BC, BC là nằm trong ABC. Rồi điểm Ray này, điểm Ray nằm ở đâu? Điểm Ray thì nó nó nằm ở đâu? Điểm Ray chắc chắn nó nằm được trong AD Ray rồi. Điểm Ray thuộc AD Ray. Đó suy ra Điểm Ray chính là điểm dung thứ hai Ray thuộc ABC Do với mẹo phản AD Ray Là số 2 nha Vậy từ màu 2 C được như đây A Ray Chính là do tiếng mẹo phản ABC Và mẹo phản AD Ray Chính là đường A Ray nha A Ray này Đó Vậy thì câu 29 Chọn độc ân đúng là độc ân D nha 29 chọn đi Tiếp theo là câu 30. Trên giá sách có 10 quyển sách vang khác nhau, 8 quyển sách toán khác nhau và 6 quyển sách anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai quyển khác loại? Lưu ý là có 10 sách vang nha, 8 sách toán và 6 sách anh. Chọn ra hai cuốn đúng không? Mà nhớ là khác loại và chúng ta có ba phương án phương án thứ nhất là gì đây phương án nhất là một vang yeah, một vang một vang một toán phương án thứ hai là một toán một toán một anh phương án thứ ba sẽ là một vang một anh yeah, ra có ba phương án thứ nhất phương án một phương án hai này và phương án ba đó ba phương án này nha phương một là thầy chọn một vang một vang nha một vang một toán này phương 2 là thầy chọn một toán một anh phương ba là thầy chọn một vang một anh đồng ý chưa vang toán toán anh vang anh thì à, toán vang thì có 10 cuốn đúng không chọn một cuốn thì chúng ta có là c một mười còn toán thì có mấy cuốn? Toán có tóm cuốn không? Và chúng ta có là C 1 tóm C 1 10 chính là, lệch là 10 C 1 tóm chính là tóm Vậy là nhân là bằng 80 nghe chưa? Tóm cách chọn nè Rồi Cuốn thứ hai là gì đây? Cuốn thứ hai là một toán một anh Toán là có tóm cuốn đúng không? Và chúng ta có là C 1, 1, 1, 1 tóm nè Anh là có 6 cuốn nhân ra C 1 6 C18 tóm là 8, tóm, C16 sáu là 6, 8 6, 48, vậy có 48 cách chọn nha, 48 cách chọn. Rồi, vấn thứ ba là một vang một anh, vang thì có 10 cuốn, vậy là C10 này, anh là có mấy cuốn, 6 cuốn mà nhân cho C16, vậy là 10 nhân 6 là 60, cách chọn. Được chưa, vậy tổng lại thì có gì đây, 80 này, cộng cho 48 này, cộng cho 60, vậy như đây. 80 này cộng 48 cộng cho 60 bằng 188 cách chọn 188 cách chọn nha vậy thì sẽ có 188 cách chọn hai loại quy sách khác nhau nha vậy thì câu 30 chọn đáp án D nha 30 chọn D tiếp theo là câu 31 hệ số của x mũ 5 trong khai triển 2x cộng 3 tất cả mũ 8. Thì uh, chúng ta có này. Cái này bằng gì đây? Cái này bằng gì? Là 2x cộng 3 này tất cả mũ 8. Nó sẽ bằng gì đây? Nó bằng tổng Sigma Từ k, k từ 0 đến 8 không T8k. Nhá chưa? C, 8K và cái này là a chính là 2 x thì nó là 2 x mũ 8 trừ k nhân cho 3 mũ k này nhớ chưa đây nhớ thì nhìn đây nè a cộng b mũ n bằng tổng sách ma từ k k từ 0 đến n này t a mũ n trừ k nhân cho b mũ k nhớ chưa thì cái này sẽ bằng như đây bằng tổng ma từ k từ 0 đến đến 8 này. T k 8 nha. Cái này 2x tất cả mũ 8 trừ k tách làm hai ra là cho là thành này. 2 mũ 8 trừ k bỏ bao mũ k vào trong này cho nhân bao mũ k và nhân cho x mũ 8 trừ k. Được không? Ở đây thì đề nó nói là x mũ 5 thấy chưa? Và chúng ta cho cái 8 trừ k bằng 5. Được không? tóm trừ k bằng 5 nha gọi là tóm trừ cho k bằng 5. Tóm thì k bằng 5 thì k bằng mấy? k bằng 3. k bằng 3 thì ở đây hệ số của nó sẽ là gì? C mấy? C3 3 tóm này chưa? Hệ số của nó sẽ là C3 tóm này. Nhân đây, đây. Nhân cho chỗ này là k bằng 3 thay vào đây là 2 mũ tóm trừ 3 là còn 2 mũ 5. Nhân 2 mũ 5 chưa? Còn cái này thay vào là 3 mũ 3. Kết quả sẽ là t 38 nhân 2 mũ 5 nhân 33. Vậy thì chúng ta chọn gì đây? Đúng đúng này là nên đáp án gì? Đáp B đúng không? B hay C? B đúng không? K bằng 3 được chưa? C bằng 3. Thì nó là C C38 nhân 2 mũ 5 nhân cho 33, đáp B nha chưa? Câu 31 chọn B. Rồi tiếp theo là câu 32 Một hội đồng gồm nam non và bốn nữ Được tuyển vào một ban quản trị gồm bốn người Nhớ là được tuyển vào ban quản trị bốn người thôi nha Biết rằng ban quản trị ít nhất có ít nhất một nom một nữ Họ có bao nhiêu cách chọn ít nhất một nom một nữ ít nhất là một nam một nữ nha và chúng ta sẽ có mấy trường hợp đây có ba trường hợp trường một là một nam mấy nữ ba nữ cho là bốn người nha một nam có ba nữ thôi còn trường hợp hai là hai nam hai nữ trường ba là gì trường ba sẽ là ba nam một nữ có ba trường hợp nha còn có ba trường hợp Đầu trường hợp một này trường hợp một sẽ là gì đây trường mẫu một là một nam một non thì ba nữ, trượt hai là hai non và hai nữ, trượt ba, trượt ba là sẽ là ba non một nữ thấy chưa? ít nhất một non ít nhất một nữ, ba non một một non ba nữ được một ba non một nữ đúng không? mở đây thì đây ở đây có gì? nam non bốn nữ nghe chưa? xe đây xe máy đây t một năm nhan cho c nữ bốn đứa đúng không lấy ra ba đứa thì c mấy ba 4 còn trừ hai là hai non hai non chính là c hai năm hai nữ chính là c hai 4. còn trừ ba là ba non ba non thì c ba năm nữ một đứa đúng không là c 14 4. sau đó cộng tổng lại nghe cho cộng tổng lại Vậy là cộng như đây tổng lại là gì đây 5 xếp C1 nhân cho 4 xếp C3 cộng cho 5 xếp C2 à, C2 đúng rồi nhân 4 xếp C2 cộng cho 5 xếp C3 cộng cho 4 xếp C1 bằng 94 uh, à. Ồ cái này nhầm không 5 xếp C1 đúng không? 4 xếp C3. 5 xếp C2, 4 xếp C2 đúng rồi. đây là 5 xếp C3. 4 xếp C xìa... cái này nhăn nhăn nhăn. Nhăn chưa? Vụ này nhăn. Nhăn 4 xếp C1 ra chưa đúng rồi. Kết quả là 120. Kết quả là bàn 120, vậy thì câu 32 chọn đáp ấn D nha, chọn D. Tiếp theo là câu 33. Trong mặt phản OXY cho đường thẳng D có phương trình là 2x cộng y trừ 4 bằng 0. Viết phương trình của đường thẳng D1 là ảnh D1 là ảnh nha, ảnh của D. Qua phép vị tự tâm o tỷ số k bằng 3. Qua phép vị tự tâm o tỷ số k bằng 3 nha, nha. Thì à, chúng ta sẽ có gì đây OM em mà phải nó sẽ bằng gì bằng k lần vét OM. mà nhớ chưa Đó, công thức này yeah. vậy thì uh, ở đây k bằng 3 rồi k bằng 3 rồi nha k bằng 3 rồi thầy gọi điểm m điểm m là x a nha điểm m lưu ý là x a này điểm m là x a điểm m phải là x phải a phải nha này sẽ tương đương gì đây tương đương tương đương như đây điểm màu phải này ô màu phải phải tao phải từ lấy điểm mà vành màu phải trừ vành ô tung màu phải từ tung ô mà điểm ô là không không rồi đó thì cái này chính là x phải y phải được chưa bằng đây k là bằng hai bằng ba nha k là ba còn cái này là ô mà ô mà chính là x y thôi Đồng ý chưa lúc này suy ra xoay đây đây chúng ta cần cái đây cần cái uh, cần gì cần x đúng right? không cần x là chúng ta rút ra x ra bằng gì đây x sẽ bằng là x phải bằng b x sẽ bằng à, uh, x phải bằng b x thì x x sẽ bằng x phải chia ba nghe chưa rồi y sẽ bằng y phải chia ba đúng không chưa và chúng ta để ý hình thành này cái điểm m là x y thuộc cái đây thuộc d được chưa thuộc d thì suy ra thay vào đây sẽ là được là 2x cộng y trừ 4 bằng 0 số 1 mở giờ thầy có là x bằng y phải chia 3 y bằng y phải chia 3 thay vào đây và x thay bằng gì x phải chia 3 này y thay bằng y phải chia 3 là cộng y phải chia 3 nha trừ cho 4 bằng 0 quy đồng bảo mẫu nha này chính là 2x phải cộng cho y phải trừ đây trừ cho 12 đúng không? bằng 0. Và tóm lại phương trình của thằng D1 chính là gì? Chính là 2x cộng y trừ 12 bằng 0. Vậy D1 sẽ có phương trình là 2x cộng y trừ 12 bằng 0. Đó là B nữa nha. chưa? 33 chọn gì? Chọn B. Rồi. Tiếp theo là câu 34. Câu 34 thì à, ta yêu cầu là tìm tập số định của hàm số A bằng 1 chia cho sin x trừ cos x cho mẫu và cho mẫu khác không nha vậy chúng ta cho là sin x trừ cos x khác không vậy tương đương với sin x khác cos x chia 2 vế cho cos x được chưa chia hai vế cho cos x thì được là tan x khác một mà tan thì nhớ là cao bi nha cộng cho một chính là b chia 4 gọi là x khớp b chia 4 cộng cao vậy thì à, uh, cái câu 34 đó đúng, đúng ở đây là b chia 4 cộng cao b nha chọn đơn đi và tôi chọn đi tiếp theo là câu 35 câu 35 này trong mặt phẳng tọa độ OXY okay, cho điểm M tọa độ là 2 4 tọa độ điểm M phải là hình là ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm ô tỷ số k là trừ hai lần thì cái này chúng ta nhắc công thức thôi là gì đây vector om này vector om phải nha om phải bằng k lần vector om nhắn ra vector om phải bằng k lần vector om điểm m thì có rồi là hai trừ hai còn điểm m phải chúng ta gọi là x phải y phải nha điểm m phải đây là chúng ta ghi lưu ý là x phải y phải rồi thì tương đương gì đây tương đương tương đương cái này là sẽ là ôm mà phải chính là x phải y phải được chưa tọa độ x phải y phải được chưa ta đây là máy trừ hai chưa rồi còn ô mà ô mà chính là x y thôi đó cho điểm ô là không không rồi vậy thì ở đây chúng ta có được cái hệ phương trình này là gì x phải bằng trừ hai x đúng chưa hai vết ta bằng nhau thì hoàn bằng hoành tọa bằng tung phải bạn -x, y phải bằng -2y. phải bằng -2y. bạn luôn. ít thì lại đề cho là bằng mấy đây? Chữ -2, vậy -2 x 2 là -2 nhân -2 là 4 được cho Còn y đề cho là 4 vậy -2 nhân 4 là tóm Vậy lúc này cái điểm M phải của mình đó tọa độ nó là 4 8. Rồi mấy chưa? Vậy thì à, câu 35 con đúng ở đây chính là đáp án A nha. Phải làm chuẩn ha. Tiếp theo là câu 36. Biết cho biết x bằng cộng trừ 2b chia 3 cộng k2b có thuộc giấy là họ nghiệm của phương trình nào sau đây. Cho biết cái cái nghiệm x bằng cộng trừ 2b chia 3 cộng k2b có thuộc giấy là họ nghiệm của phương trình nào. Thì chúng ta quan sát thấy này, đáp án C thấy chưa? đúng không bởi vì cốt 2 cốt x cộng 1 bằng 0 giải cho xem này đây 2 cốt x cộng 1 bằng 0 đúng không thì nó sẽ tương đương với cốt x bằng từ 1 phần 2 được chưa mà trừ 1 phần 2 chính là cốt 2 b 3 vậy thì x sẽ bằng gì cộng trừ 2 b 3 cộng k 2 b. đúng chưa từ tiếp theo câu 37. Phương trình cos x bằng căn căn 2 chia 2 có nghiệm là Nó cho đáp án là a là b 4, b b 6, c b bình 3, d b bình 2. Chúng ta thay giá trị vào thôi. Thì chúng ta thay vào này, bấm vào này. Đây cos x đúng chưa? Chúng ta c a là c. Đáp án a là bao nhiêu? b chia 4 đúng không? b chia cho 4 đúng căn 2 chia 2 chưa rồi đáp án a thôi đơn giản này chưa đơn à rồi tiếp theo là câu 38 tìm tập giá trị của hàm số y bằng 3 sin 2x cộng 5 tập giá trị là sao đúng không có nghĩa là chúng ta sẽ tìm gì y nó lớn bằng máy nhỏ bằng máy đúng không vừa lớn bằng a nhỏ bằng b giá trị nó chính là cái đoạn gì đây ab được chưa mà thì chúng ta để ý này sin cos là lớn bằng trừ 1, nhỏ bằng 1 và chúng ta có là sin 2x lớn bằng trừ này bán bằng 1 ở đây có 3 sin phải không, chúng ta nhân cho 3 hết luôn và là trừ 1 nhân 3 chính là trừ 3 này, trừ 3 sẽ nhỏ hơn 3 lần sin 2x bán bằng 3 được chưa, bán bằng 3 và chúng ta cộng thêm cho 5 nữa thì ra 3 sin 2x cộng 5 cộng 5 vào không ra trừ 3 cộng 5 là bằng 2. Rồi cái này 3 cộng 5 là 8. Đúng chưa? Vậy thì cái này chính là y chưa? Này chính là y. Vậy là y nó sẽ lớn mấy? Lớn bằng 2, nhỏ bằng 8. Vậy tập giá trị của nó chính là đoạn như đây, đoạn từ 2 đến 8. Vậy câu 38 đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Bài tấm chọn B nha. Tiếp theo là câu 39 cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Họ có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau. Nhớ là khác nhau nha. Có 3 chữ số khác nhau. Được lập từ các chữ số trên. Trước tiên thì số có 3 chữ số là có dạng là, là A, B, C. Đấy chưa? Điều ý là A khác 0. Ở đây thì cái tập này thì không có số 0. Nên chúng ta yên tâm rồi. Và chúng ta lưu ý nè. Người ta nói là số chẵn đúng không? Số chẵn là số tận cùng là số chẵn là số có chữ số tận cùng là 02468 nhớ chưa? Số chẵn là số có chữ số tận cùng là 02468. Ở đây không có số 0. Vậy thì chúng ta lưu ý là C của chúng ta đó, nó thuộc gì đây? Những con số là 2, 4, 6, 8. Đồng ý chưa? Và lúc này C nó có mấy cách chọn. 4 cách chọn. Nhá chưa? thì bốn cách này đó đếm này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đúng không có 9 đúng không 9 số mà C chọn rồi đúng không thì còn máy đây A máy A bằng 8 thôi mà lưu ý là khác nhau thì B bằng máy B sẽ bằng 7 Bài là 8 x 7 x 4 8 nhân cho 7 nhân cho 4 này nó sẽ bằng là 224 kết quả là bằng 224 cách chọn nữa nha Vậy thì câu 39 chọn đáp án D. Câu cuối cùng là câu 40. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng 3 sin x cộng 4 cos x cộng 5 lần lượt là. Câu này chúng ta để ý cái bắt đẳng thức bu kỳ. Câu này dùng để bắt đẳng thức bu nha. Đây này. A sin x cộng à, xin lỗi cái này uh, này ax cộng ba ra yeah. tuyệt đối nó sẽ nhỏ hơn bằng căn bậc hai của a bình phương cộng b bình phương nhân cho x bình phương cộng y bình phương đây là bắt đẳng thức bôi nhau có kỳ thì uh, chúng ta nhớ là dấu bàn á dấu bàn xảy ra khi đây khi x chia a bằng y chia b nhớ nghe nha đây là bắt đẳng thức bu nhau cốc kỳ. bài này chúng ta sẽ dùng bắt thức bu nhau kỳ. Vì sao? Vì 3 bình cộng 4 bình là bằng 25, k 25 bằng 5 này. Còn sin bình cộng cốt bình là bằng 1 rồi, thấy chưa? Để ấy một xí là ra. Theo đây. Theo bắt đẳng thức bu nhau cốc kỳ là BCX á, thấy chưa? BCX. Thì nó có gì đây? Cái uh, ba sinh này, 3 sinh cộng 4 cốt tuyệt đối. Nó sẽ nhỏ bằng căn bậc 2 của gì đây? Căn bậc 2 của 3 bình cộng 4 bình là căn bậc 2 của 25. Nhân cho sinh bình cộng của bình là mấy? Chính là mẫu á, gây luôn được chưa? Nhân cho sinh bình cộng của bình. Được chưa? Căn bậc 2 của 3 bình cộng 4 bình là bằng 25 này, nhân cho sinh bình cộng của bình bằng 1 rồi. Tóm lại cái này bằng mấy đây? Bằng 5. Được chưa? Vậy suy ra Triệt đấu của 3 sinh cộng 4 cốt nhỏ bằng 5 thì 3 sinh này Cộng cho 4 cốt nó sẽ lớn hơn bằng Bằng trừ 5 Bán bằng 5 Đúng chưa Mà ở đây đề nó cho là cộng thêm 5 đúng không Mày Cộng thêm cho 5 vào thôi Mày Nhỏ hơn bằng 3 sinh này Cộng 4 cốt cộng cho 5 Cộng cho 5 thì Bên này cộng 5 bằng 0 chưa Bên này cộng 5 là thành mấy Thành 10 Vậy thì À cái y của mình nó sẽ lớn mấy lớn bằng không nhỏ bằng 10 y lớn bằng không nghĩa là minh nó bằng không minh chính là giá trị lớn, nhỏ nhất đó vậy là giá trị nhỏ nhất chính là không này còn giá trị lớn nhất là mấy đây sẽ là 10 ở đây đề nó hỏi là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất được chưa đó thì chúng ta chọn có như đây lớn nhất chính là 10 nhỏ nhất chính là không đón b nha chọn b Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở đề tiếp theo. Chào tạm biệt các em.